Bổ vào cốc này ra thì cái lá số tử vi của em á nói rằng cái bàn tay ngón ngắn ngón bè, cầm tiền thì ít nhưng mà mua xe đắt tiền. Hôm nay mình tới mình mua Vario trả góp đúng không? Đúng nhận sai cãi. Dạ đúng. Đấy, thì bình thường thôi đấy, bây giờ anh mổ thêm một quả cốc này nữa thì anh thấy là mình là một người rất là trung thành, bởi vì trong tủ đồ của mình lúc nào cũng toàn áo Evisu, quần Gucci rồi nón BOC thôi, đúng không? Đúng nhận sai cãi. Dạ đúng ạ. Đấy, thì đây anh bổ tiếp một quả cốc này nữa ra nhá, thì con nào mà cắt đôi cái quả cốc này ra trước rồi. Đấy, thì anh thấy là trước đây là mình chạy Rider nhỉ? Dạ không. Sonic à? Dạ không luôn. Exciter? Không phải luôn. Chứ mày chạy xe gì? Để em chạy xe chia. Cắt còn mẹ gì nhau đâu, đúng không? Đấy, nhưng mà em ra đường thì người ta vẫn kêu em là báo thôi, đúng không? Đúng nhận sai cãi, đúng nhận sai cãi thôi. Dạ đúng ạ. Đấy, rồi. À, anh ơi, em hỏi xe này chạy được 10 năm không ạ? Chắc gì mày đã sống bên đấy đâu, đúng không? Nhưng mà anh mổ cái quả cốc này ra, anh thấy là trong đây đi 10 năm này, thì cái năm thứ 10 của mình ấy, có một cái ngày rất là đặc biệt, để là cái ngày sinh nhật của mình. Đúng nhận sai cãi. Dạ đúng ạ. Đấy, ngắm đi, đấy đúng không? Đấy. Và anh thấy nó là em muốn đội vận đúng không? Đội vận thì anh thấy là mình không phải là khổ tới đây. Đấy, mình khổ từ nhỏ đến lớn rồi. Đấy, nhưng mà bất kỳ công việc nào mà em làm mưu sinh ấy, cũng đều có người trả lương cho em. Chính xác không? Đúng dạ, nhận đúng. Sai cãi. Dạ đúng ạ. Đấy, chưa kể nữa là bộ thêm một cốc lên đấy nhá. Đấy, muốn một cốc lên nhá. Đấy thì anh thấy là sao mà càng cứng thế. Đấy thì anh thấy là trong đây, anh thấy là trong đây thì nói là em rất là hay gạ đua. Đấy, nhưng mà em toàn gạ đua mấy cái đứa mà chạy đổ sổ trái rồi dàn hơi 68+6 thôi đó. Chúng là cũng bị gõ đầu thôi, đúng không? Đúng nhận sai cãi. Dạ đúng. Thế mua xe này có gõ lại tụi nó không ạ? Hên xui. Đấy, trong cái rủi có cái may, nó còn may bao nhiêu mũi thì anh không biết. Dạ. Đấy. Thế có muốn xem thêm gì nữa không? Vậy em hỏi là mua xe này có người yêu không ạ? Đấy, đưa cái tay anh xem đấy, đưa cái tay anh xem. Đấy, ôi dồi ôi, cái hàng này mà phá quá nhá. Đây, em thấy cái đường này là đường gì không? Đường chỉ tay ạ. Đều, không phải đường chỉ tay, đây là cái đường đường tình anh thua nhưng mà đường đua anh chấp. Đấy, mua cái Vario này về, bớt đua xe, bớt phá làng phá xóm lại. Đấy, người lớn người sẽ thương mình nhiều hơn nhá. Bây giờ này có đem tiền không? Dạ không. Không đem tiền để mua mẹ gì. Nhưng mà không sao, bên anh là có một cái chương trình đấy là mua xe không cần trả trước nhá. Cho nên là em cứ vào em làm hồ sơ đi nhá, rồi ra lấy xe nhá. Rồi, em đi đi. Dạ, cảm ơn thầy ạ. Ừ, rồi.